Công an phường 9 Đà Lạt đã lập biên bản tạm giữ hơn 110 phương tiện xe máy vi phạm lỗi đậu đỗ, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè ở khu vực đoạn trước cổng trường Hemen Manor Đà Lạt. Việc xử lý này đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường thông hề thoáng. Qua đó chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi đậu đỗ xe, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đây cũng là thực trạng chung đối với các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tuy lực lượng cảnh sát giao thông Đà Lạt đã tiến hành ra quân xử lý, nhưng tình trạng học sinh điều khiển xe máy đến trường vẫn diễn ra khá nhiều. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, thời gian tới ngoài tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tại các trường học, ngành chức năng Đà Lạt tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xử lý các trường hợp học sinh điều khiển xe máy đến trường, xử lý nghiêm việc phụ huynh giao xe cho con không đủ tuổi điều khiển xe, đồng thời gửi thông báo về các trường, qua đó từng bước hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông cũng như các hành vi vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.